Sau trận động đất chết người ở Tây Java, Indonesia, Sulihin vui mừng khôn xiết khi con trai chào đời diễn ra trong một lều sơ tán. Cậu bé chào đời sau khi mẹ cậu, Romat Katini, trải qua những cơn co thắt trong trận động đất làm dung chuyển thị trấn Cianjur. Cô ngay lập tức được sơ tán đến lều cứu thương từ ngôi nhà đổ nát của mình. Việc sinh nở của cô bị cản trở do đường đi khó khăn, bị tàn phá bởi cả trận động đất và lở đất sau đó. Thuốc men và dụng cụ đầy đủ rất thiếu thốn có lẽ trận động đất này đã mang phúc lành cho vợ tôi vì vợ tôi được các bác sĩ chuyên môn rất giỏi xử lý vợ tôi đã chuyển dạ em bé chào đời và tôi hạnh phúc với những phước lành trận động đất mạnh 5,6 độ richter hôm thứ hai đã gây ra thiệt hại lớn ở thị trấn sianger trên vùng núi cách thủ đô jakarta khoảng 75 km về phía nam 271 người thiệt mạng và 40 người vẫn mất tích Indonesia là một trong những quốc gia hay xảy ra động đất nhất thế giới, nhưng trận động đất hôm thứ hai kéo theo hơn 160 dư chấn còn nguy hiểm hơn vì nó xảy ra ở khu vực đông dân cư.